Kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay thì gió đông bắc vẫn chi phối thời tiết của nhiều vùng biển nước ta từ bắc trở vào nam. Một số nơi có vùng gió mạnh là nơi mà đường gió màu vàng và nằm dày xít với nhau như thế này. Trong đó thì khu vực Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa là nơi có gió mạnh nhất. Dự báo trong ngày hôm nay gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh, sóng cao từ 4 đến 6 mét. Ngư dân đánh bắt ở khu vực biển từ Bình Định trở vào đến Cà Mau ra ngoài khơi phía tây của huyện đảo Trường Sa thì trong hôm nay cũng cần lưu ý gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Bên cạnh đó thì trời còn có mưa dông, tiềm ẩn với lốc xoáy, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km. Còn với vùng biển ven bờ từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi thì trong ngày hôm nay cũng có mưa dông, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Bà con đang khai thác trên biển thì cần thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết qua hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam trên tần số 7906 kHz hay là 8294 kHz. Và khi gặp sự cố thì hãy liên hệ với tần số 7903 kHz để có thể nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Khai thác ở khu vực Vịnh Bắc Bộ trong ngày hôm nay thì ít gặp trở ngại hơn. Dự báo là gió đông bắc khoảng cấp 4, cấp 5 và độ cao sóng ở đây từ 1 đến 2 mét. Bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.